Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác nghiên cứu, học tập nghị quyết. Người yêu cầu chúng ta phải biến nghị quyết của Trung ương thành sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân. Các đồng chí cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần nghị quyết. Nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng này, Đảng bộ tỉnh Hà Giang luôn quan tâm, coi trọng việc quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Với mục tiêu sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, biến nghị quyết thành hành động. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho cấp ủy đổi mới hình thức, nội dung quán triệt, học tập nghị quyết. Một trong số các giải pháp đó là tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời triển khai, chuẩn bị các điều kiện cho cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo có chất lượng, hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo, định hướng, đôn đốc các cơ quan truyền thông, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi thông qua nhiều hình thức sáng tạo, đa dạng, phong phú. Với sự chuẩn bị chu đáo, ngày 18 tháng 4 năm 2022, Đại hội Trường lớn Tỉnh ủy đã diễn ra lễ phát động cuộc thi theo hình thức trực tuyến đến 200 điểm cầu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Thưa toàn thể các đồng chí, tôi đề nghị các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, văn bản, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tổ chức học tập quán triệt, về tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của tỉnh. Lấy kết quả tham gia cuộc thi là một trong những yêu cầu và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các chi đảng bộ, các cơ quan đơn vị trong năm 2022. Xác định đây là cuộc thi có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, sau khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động cuộc thi, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tích cực ban hành các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc thi thông qua nhiều hình thức đa dạng. Ngoài việc tuyên truyền ở hội nghị báo cáo viên, trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin, trang thông tin điện tử, nhiều đơn vị địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả như tạo lập các nhóm chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp tình hình tham gia cuộc thi thông qua các ứng dụng trên mạng xã hội. Tôi cũng đã triển khai đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ bằng hình thức là thông báo trên nhóm Zalo về các cái hình thức thi và cách trả lời câu hỏi, và đồng thời cũng thông báo trên nhóm Zalo của tổ nhân dân để nhân dân cùng biết và tham gia cuộc thi. Hàng ngày thì trong ban chi ủy chúng tôi cũng luôn phối hợp và đôn đốc nhân dân và các đảng viên thì tích cực tham gia cuộc thi. Với việc triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học, sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm cao của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tạo không khí sôi nổi, động viên, cổ vũ đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng tham gia cuộc thi. Nhiều địa phương có số lượng người tham gia thi đông, đạt trên 21% trên tổng dân số của địa phương. Có số đảng viên tham gia thi đạt gần 67% trên tổng số đảng viên của địa phương. Nổi bật như huyện Vị Xuyên, thành phố Hà Giang, Bắc Mê, Quản Bạ, Yên Minh. Yêu cầu các chi đảng bộ là phải tổ chức quán triệt thật sâu sắc cái mục đích, ý nghĩa, rồi các cái nội dung mà tìm hiểu nghị quyết. Cấp huyện thành lập hai cái tổ chuyên môn, một là tổ nghiên cứu rồi tập hợp các cái hệ thống văn bản nghị quyết để chuyển cho cơ sở. Cái tổ chuyên môn thứ hai là hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các cơ sở. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng
và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo nên được sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Nhiều cơ quan, đơn vị, tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức tham gia thi đạt 100%. Cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên đều nhận thấy đây là cuộc thi rất có ý nghĩa. Mỗi lần tham gia thi là một lần hiểu sâu, thấm nhuần hơn về các nghị quyết của Đảng. Từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trước mỗi công việc được giao. Tôi nhận thức rằng được tham gia cuộc thi là dịp để mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên trẻ, có thêm cơ hội tiếp cận và trang bị tích lũy thêm những kiến thức làm hành trang trong quá trình sinh hoạt, học tập, công tác. Qua mỗi một lần tham gia cái cuộc thi trách nhiệm thì người dân hay là mỗi cán bộ công chức sẽ thấm nhuần nội dung nghị quyết cũng như là gắn với lại cái chức trách nhiệm vụ cũng như là cái sự chung tay, chung sức của mỗi cán bộ đảng viên vào cái nghị quyết của đảng bộ các cấp. Những câu hỏi trong cuộc thi giúp em hiểu biết thêm về kinh tế, xã hội địa phương và giúp em hiểu biết thêm về nghị quyết của Hà Giang mình đang triển khai ạ. Không chỉ nhận được sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, cuộc thi cũng thu hút đông đảo cán bộ hưu trí tham gia. Mặc dù đã về hưu, nhưng khi biết thông tin về cuộc thi, đồng chí Lê Quang Minh, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã tích cực nghiên cứu các tài liệu có liên quan để tham gia thi hiệu quả nhất. Cuộc thi này, cách làm này, nó gắn với cái chủ trương của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo nghị quyết 18 là thực hiện cái việc chuyển đổi số. Thế và gắn với cái cách làm đó là vừa tuyên truyền nhưng vừa đánh giá về những cái kết quả triển khai nghị quyết của Đảng trong thời gian vừa qua. Tôi cũng đã chủ động tiếp cận, nghiên cứu và cũng tích cực tham gia làm bài dự thi. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu nghị quyết của Đảng là dịp để nhân dân nắm chắc, hiểu rõ hơn về các nghị quyết, những nhiệm vụ mà tỉnh đã và đang triển khai cũng như các chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Từ đó, nhân dân sẽ là lực lượng giám sát hiệu quả, công bằng nhất những kết quả mà nghị quyết đề ra. Thông qua cái cuộc thi cho cá nhân tôi thì nâng cao được nhận thức, sự hiểu biết về những cái điểm mới cũng như những cái nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 cũng như là cái văn kiện của Đảng bộ tỉnh, từ đó thì giúp tôi nâng cao được tinh thần trách nhiệm của mình cao hơn nữa. Đặc biệt thông qua các tuần thi cũng khơi nguồn cảm hứng sáng tác thơ ca trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Đã có nhiều bài thơ hay, ý nghĩa liên quan đến cuộc thi. Mình cũng tích cực tham gia cuộc thi và cũng có một bài thơ để đóng góp cổ vũ tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh cùng tham gia. Sau đây xin phép được trình bày nội dung bài thơ. Bao tuần tham dự cuộc thi, bao nhiêu nghị quyết tức thì khắc sâu, đảng viên, cán bộ đi đầu, tự ngồi nghiên cứu từng câu trả lời, tinh thần thi khắp muôn nơi, không vì chức vụ, tuổi đời, giàu sang, thi xong tâm thế vững vàng, thêm yêu tổ quốc, Hà Giang quê mình. Cuộc thi đậm chất văn minh, nội dung hình thức lập trình công phu. Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành 3 tuần thi, từ 9 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào 22 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2022. Đây là lần đầu tiên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, cho thấy sự đổi mới linh hoạt cũng như cụ thể hóa nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số vào cuộc sống. Mỗi tuần thi, người tham gia thi trả lời 25 câu hỏi và một câu dự đoán số lượng người trả lời đúng. Sau 3 tuần thi, có tổng số 132.106 người tham gia thi, với tổng số lượt thi là 242.945 lượt thi. Số lượng thi đúng đạt tỷ lệ 26,2%. Số người thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi đạt tỷ lệ 16,1%. Đặc biệt, thông qua cuộc thi cũng giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và chủ động truy cập vào trang thông tin điện tử tuyên giáo.hasang.gov.vn để tìm hiểu về những chỉ thị, nghị quyết, các tài liệu.
Qua mỗi tuần thi, bên cạnh biểu dương chúc mừng năm đảng bộ có số người dự thi đông nhất, ban tổ chức cuộc thi cũng công bố các cá nhân đạt giải theo tuần, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích. Ấn tượng trong các tuần thi là 2 thí sinh đạt giải cao liên tiếp, đó là Trung úy Hoàng Xuân Sĩ, Công an huyện Bắc Mê đạt giải nhì tuần 1, giải nhất tuần 2. Thí sinh Mai Ả Phương, Bưu điện huyện Bắc Quang đạt giải nhì tuần 2 và giải nhất tuần 3. Tôi đã tích cực hưởng ứng tham gia nghiên cứu và tìm hiểu các loại tài liệu trên mạng cũng như là của Ban tuyên giáo tỉnh ủy để có thể tham gia và tích cực hưởng ứng cuộc thi. Thì đối với kết quả cuộc thi thì ở tuần thứ nhất tôi đã may mắn giành được giải nhì và tiếp tục cố gắng rèn luyện và tham gia tại tuần thi thứ hai và giành được giải nhất. Bên cạnh sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, cuộc thi còn nhận được sự hưởng ứng tham gia của 210 người thuộc 26 tỉnh, thành phố trong cả nước như các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau. Điển hình trong số đó là chị Võ Thị Hương đang công tác tại trường mầm non Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trong cả 3 tuần diễn ra cuộc thi, chị Hương đều tích cực nghiên cứu tài liệu tham gia thi. Và tại tuần thi thứ 2, chị Hương đã đạt giải khuyến khích. Dù chưa đến tỉnh Hà Giang lần nào, nhưng qua các câu hỏi trong mỗi tuần thi đã giúp chị Hương hiểu hơn về Hà Giang. Qua cuộc thi tôi thấy rằng là tỉnh Hà Giang tôi hiểu thêm được về bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh Hà Giang và những cái nghị quyết mà tỉnh Hà Giang đưa ra tôi rất tâm đắc. Ví dụ như nghị quyết mà đưa ra để cái chế độ chính sách của hộ nghèo và giảm cận nghèo và cái chế độ chính sách cho vay của giảm nghèo và cận nghèo đến năm 2025 thì tỉnh Hà Giang đưa ra chỉ tiêu không vấn lãi suất không vấn đắm, như vậy là tôi rất là ngưỡng mộ. Kết thúc 3 tuần thi, ban tổ chức cuộc thi đã họp đánh giá, xét công nhận 33 cá nhân, 15 tập thể. Riêng giải tập thể dựa trên các tiêu chí, địa phương có tỷ lệ người tham gia thi đông nhất trên tổng số dân của địa phương. Đảng bộ có tỷ lệ đảng viên tham gia đông nhất trên tổng số đảng viên của đảng bộ. Đảng bộ có nhiều người trả lời đúng toàn bộ các câu hỏi qua các tuần thi. Đảng bộ có người tham gia thi đạt giải thưởng qua các tuần thi. Tôi cho rằng có 4 nội dung mà đã tạo nên cái thành công cuộc thi. Thứ nhất là thường trực tỉnh ủy đã quan tâm ủng hộ và chỉ đạo rất sát sao về cái cuộc thi. Đặc biệt là trong cái lễ phát động thì thường trực tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn đảng bộ tỉnh về triển khai đồng bộ quyết liệt cuộc thi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Từ đó thì các cấp ủy tổ chức đảng trên toàn tỉnh đã chỉ đạo đến các cái đơn vị cơ quan mình triển khai một cách quyết liệt. Thứ hai là đã làm tốt công tác truyền thông về cuộc thi, hình thức rất là đa dạng, phong phú. Rồi các cơ quan ban ngành, đặc biệt là khối thông tin tuyên truyền như báo Hà Giang, đài truyền hình Hà Giang, sở thông tin truyền thông, các cái báo đài trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng đã tích cực nhiệt tình tuyên truyền về cuộc thi. Nội dung thứ ba là các cái cán bộ, đảng viên và người dân đã rất là trách nhiệm, nhiệt tình để tham gia thi. Đấy, có những cái cán bộ đảng viên thi rất là nhiều lần, đấy, thi mà rất là trách nhiệm. Cái thứ tư thì ban tổ chức cuộc thi cũng đã chuẩn bị rất là công phu, đầy đủ các cái câu hỏi rồi các cái đáp án trả lời, đặc biệt là đã chuẩn bị cái phần mềm để làm sao cuộc thi được diễn ra một cách công bằng, thuận lợi, chính xác. Có thể khẳng định, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Giang. Cuộc thi là cơ hội để nhân dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ và tình hình thực tiễn. Đặc biệt qua cuộc thi, tiếp tục nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất với ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Phấn đấu đạt mục tiêu đề ra, đó là đến năm 2030, đưa Hà Giang là tỉnh có kinh tế xã hội phát triển khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế xã hội trung bình khá của cả nước.